Quảng Ninh được gọi là nền kinh tế màu nâu của miền Bắc. Giai đoạn từ năm 2011 trở về trước, cơ cấu thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh chủ yếu dựa vào than. Một trong những mỏ than lớn nhất Quảng Ninh là thành phố Cẩm Phả. Nhắc tới Cẩm Phả, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới ba điều. Nơi có trữ lượng than đá lớn nhất miền Bắc lên tới 2,2 tỷ tấn, chiếm 1/4 trữ lượng của Quảng Ninh và sở hữu mỏ than Cọc 6, mỏ than Lộ Thiên sâu nhất Đông Nam Á. Là thủ phủ công nghiệp khai thác khoáng sản lớn nhất miền Bắc. Và từ đó Cẩm Phả trở thành một thành phố giàu có với con số thu ngân sách cao nhất cả nước, với kỷ lục đạt hơn 20.429 tỷ đồng trong năm 2022, vượt qua Thủ Đức và gấp 3 lần Hạ Long. Từ năm 2015, chủ trương của tỉnh Quảng Ninh xác định chuyển dịch kinh tế từ nâu sang xanh. Theo đó, thành phố Cẩm Phả được quy hoạch phát triển theo định hướng trở thành một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao, quy mô lớn của tỉnh. Vậy nền tảng nào cho Cẩm Phả để trở thành một thành phố du lịch trong tương lai? Đầu tiên, đó chính là những tiềm năng sẵn có của Cẩm Phả. Bên cạnh việc sở hữu rất nhiều những điểm đến du lịch nổi tiếng như động Hang Hành, khu đảo Vũng Đục, đền Cửa Ông, đền Quan Châu, thì Cẩm Phả sở hữu nhiều tiềm năng giúp cho mảnh đất này bứt phá trong du lịch. Đó chính là vịnh Bái Tử Long được công nhận là vườn di sản ASEAN năm 2016. Nơi đây nghiễm nhiên trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Vẻ đẹp hoang sơ của các bãi biển và núi đã là một điểm nhấn thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế. Ngoài ra, Cẩm Phả sở hữu nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, có độ mặn và nhiệt độ cao, tỷ lệ brom, một loại khoáng hỗ trợ sức khỏe, chiếm tới 49%, cao top 3 trên thế giới. Hai yếu tố du lịch biển vào mùa hè và nghỉ dưỡng khoáng nóng vào mùa đông sẽ là hai mũi nhọn giúp cho ngành du lịch của Cẩm Phả vận hành liên tục 365 ngày. Thứ hai, đó chính là hạ tầng giao thông của Cẩm Phả đã được hoàn thiện. Sở hữu kết nối đường hàng không, đường bộ và đường thủy, Cẩm Phả trở thành điểm tụ của các luồng khách du lịch trong nước và quốc tế. Trong đó, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là những đại công trình giao thông của Quảng Ninh, là những kết nối trọng điểm thu hút lượng khách du lịch nội địa và quốc tế khổng lồ đến với Quảng Ninh hàng năm. Tháng 9 năm 2022, trục cao tốc xương sống của tỉnh dài 176 km kết nối từ thành phố Hạ Long đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái được hoàn thành và đưa vào khai thác, giúp rút ngắn 1/2 thời gian di chuyển từ Hà Nội, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái, tạo động lực đẩy mạnh du lịch. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, tuyến bay Vân Đồn - Quảng Ninh đến Trà Nóc - Cần Thơ chính thức được khai trương. Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Trịnh Xuân Thanh cho biết, với tần suất 3 chuyến một tuần, tuyến bay sẵn sàng đón lượng khách gần 12 triệu người dân của thành phố Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ đến Quảng Ninh. Thứ ba, về quy hoạch phát triển của Cẩm Phả, cùng với sự đổi màu nền kinh tế từ nâu sang xanh, thành phố Cẩm Phả đang ngày một gần với mục tiêu trở thành đô thị loại 1 trong năm 2030. Với những tiềm năng nội tại, Cẩm Phả dần trở thành sân chơi đầy hấp dẫn cho các ông lớn như Vingroup, Sun Group, tập đoàn TTP. Với những dự án có quy mô khổng lồ như Vin Quang Hành 1.100 ha, Sun Onsen Quang Hành 500 ha, Green Dragon City 99 ha. Sự hiện diện của các ông lớn là minh chứng cho một sự bứt phá trong tương lai của thành phố Cẩm Phả. Với hàng loạt những minh chứng vang dòng về tiềm năng nội tại lẫn quy hoạch phát triển trong tương lai, thành phố Cẩm Phả chính là một điểm hẹn du lịch mới, điểm hẹn cho những giá trị đầu tư vượt trội, xứng tầm trở thành long mạch của giới đầu tư tinh tưởng.